mình nói ra mình sẽ thấy nó nhẹ nhàng hơn, cứ giữ trong lòng mình á. Nói ra thì cũng đâu có ai hiểu đâu. Với lại á, tôi cũng quen rồi. Nãy giờ cứ thấy Châu toàn là suy nghĩ tiêu cực, không có tích cực gì hết á. Xin chào mọi người. Chào mọi người. Chào Ngân. Để Ngân nói trước nha. Dạo này công việc của Ngân rất là thú vị. Bộ phim Cây Táo Nở Hoa đang rất được yêu thích. Và Ngân cũng đang tham gia chương trình Running Man Việt Nam. Dạo này công việc ở bệnh viện cũng hơi căng thẳng. Có nhiều lần tôi cũng đã muốn nghỉ việc, nhưng mà thôi, đừng nhắc mấy chuyện đó nữa. Những lúc mà Ngân căng thẳng nhất đó, thì Ngân nghĩ điều đầu tiên Ngân nghĩ đến nó là gia đình. Ngân nghĩ đến những cái niềm vui từ gia đình, bạn bè và từ khán giả của Ngân, những người yêu thương Ngân thì Ngân sẽ hết buồn. Còn chuyện nhà tôi thì chắc mọi người cũng biết rồi đó. Không có người này thì đến người khác gây chuyện. Nhưng mà vui nhất là trong ngôi nhà đó có anh hai, đó là người mà tôi yêu thương nhất. Mà nói chung là dạo gần đây cũng nhiều thứ rắc rối lắm. Anh hai cũng chịu đựng đủ rồi. Tôi cũng không muốn trở thành gánh nặng của anh hai nữa. Thời gian qua thì Ngân cũng thấy là Châu cũng vất vả rồi. Thôi mình đừng nói chuyện buồn nữa mọi người. Mình hỏi cái gì đó vui vui cho Châu đừng buồn nữa nha. Tồi tệ nhất á hả? Tôi cũng có một ký ức rất tồi tệ về mẹ, nhưng mà không tiện chia sẻ. Ủa, cứ tưởng là Châu cũng giống như là báo ngà dư là sẽ rất là thương mẹ và nhớ đến mẹ đúng không? Tính ra là Châu cũng có nhiều chuyện chưa kể ha. Mà chuyện này anh hai biết không vậy? Đến một thời điểm nào đó thì tất cả mọi người cũng sẽ biết. Còn Thúy Ngân thì không có kỷ niệm nào tồi tệ nhất với gia đình hết. Toàn kỷ niệm vui không à. Là mỗi lần về quê là ba Ngân sẽ chuẩn bị cho Ngân rất là nhiều món ăn, những cái món Ngân thích. Nên đối với Ngân không có gì gọi là tồi tệ, chỉ có kỷ niệm vui thôi. Tôi nghĩ là kỷ niệm vui nhất có lẽ là những lần mà anh hai đưa các anh chị em đi Vũng Tàu chơi. Đó hầu như cũng là những ký ức hiếm hoi của gia đình. Thôi Châu đừng có buồn nữa. Ngân nghĩ là cái kỷ niệm vui nhất là anh hai là người rất là thương Châu đúng không? Chắc là lần gần nhất là khóc trước mặt Phong. Mà cũng không hiểu tại sao lần đó lại khóc trước mặt người đó nữa. Nghĩ lại thấy mất mặt ghê. Ủa, phải cái lần mà Châu viết đơn xin nghỉ xong rồi Phong phát hiện không? Còn Ngân, lần gần đây nhất Ngân khóc là khi nào vậy? Lần gần nhất Ngân khóc đó là ngày hôm qua. Nhiều khi khóc cũng là một cách giải quyết những cái nỗi áp lực. Ngân thấy Châu á, đôi lúc mà mình nói ra mình sẽ thấy nó nhẹ nhàng hơn, cứ giữ trong lòng mình á. Một mình ôm nó sẽ bị mệt mỏi lắm. Tại vì Ngân biết sao, nói ra thì cũng đâu có ai hiểu đâu. Với lại á, tôi cũng quen rồi. Mỗi lần nghĩ đến anh hai á là mình sẽ cố gắng vượt qua được hết. Ngân là người trong tình yêu hả? Vì yêu cứ đâm đầu. Đó, Ngân là kiểu người như vậy, là Ngân yêu Ngân sẽ không suy nghĩ được nhiều đâu. Nhưng mà đôi lúc là mình sẽ cũng phải dùng lý trí. Còn Châu, thấy Ngân vui vẻ tự nhiên thấy ngưỡng mộ ghê. Tôi thật sự không còn tự tin khi yêu nữa.
Vì tôi mà một gia đình tan nát, tôi luôn tự dằn vặt, không bao giờ tha thứ cho mình hết. Nên tôi nghĩ là tôi sẽ không bao giờ có được hạnh phúc. Sao cứ nói chuyện tiêu cực không vậy? Nãy giờ cứ thấy Châu toàn là suy nghĩ tiêu cực, không có tích cực gì hết á. Rồi mình sẽ được thấy hạnh phúc, nhận được hạnh phúc với những gì mình xứng đáng được có. Cứ tin vào ngày mai nha. Bất ngờ cậu hôn hả? Mình phải suy nghĩ coi cái người đó là mình có yêu hay không. Nếu như người mình yêu thì chắc chắn là mình sẽ rất là hạnh phúc, sẽ la cho mọi người biết là mình được cậu hôn. Còn với người mình không yêu thì đúng là tình huống hơi khó xử á. Nói thiệt nha, mình thấy bác sĩ Phong cũng ok á. Hay là tiến tới thử đi. Chứ dạo này con thấy trên mạng xã hội là đẩy thuyền hai người dữ lắm. Tôi cũng biết là có nhiều bạn rất là ủng hộ, nhưng mà tôi không muốn đau khổ thêm một lần nữa. Thật sự không muốn. Nãy giờ mình thấy không khí rất là trùng xuống. Mình đang cố gắng đẩy mood của Châu lên. Chuyện gì cũng sẽ có cách giải quyết. Không có điểm nào giống nhau hết. Sao không? Quá trời điểm chung luôn á. Cái đầu tiên á là Ngân và Châu rất yêu gia đình. Và cái thứ hai á là hai đứa rất cảm xúc trong tình yêu. Châu rất là kiên cường, mạnh mẽ. Còn tôi thích ở Ngân á là cậu rất là năng lượng, rất là nhiệt tình, rất chân thành và rất dễ bộc lộ cảm xúc của mình. Cái đó là cái mà tôi muốn làm nhưng mà sẽ không bao giờ làm được. Nếu mà thấy thích mà cảm thấy nó tốt cho mình đó thì tôi nghĩ là Châu nên học hỏi đi, cởi mở lòng mình ra, cứ chia sẻ cho mọi người thì cuộc sống mình sẽ đỡ phức tạp hơn và đỡ áp lực hơn. Có chứ, Châu cũng có người tâm sự mà, bé Trúc á. Nhưng mà Trúc cũng có những câu chuyện rồi, cuộc sống riêng của Trúc, mình không thể lúc nào cũng làm phiền em ấy được. Ngân nghĩ là ai cũng gặp đau khổ, gặp những cái thất bại, những cái thất vọng trong tình yêu. Nhưng mình hãy cứ tin vào tình yêu. Tại vì mình phải tin thì tình yêu nó mới xuất hiện. Giống như Ngân nè, mặc dù là mình cũng rất đau khổ và chia tay rất là nhiều lần, nhưng mình luôn tin là mình sẽ tìm được bạch mã hoàng tử. Tôi không có lời khuyên nào cho Ngân hết. Thật sự tôi rất ngưỡng mộ Ngân á. Tôi chỉ chúc Ngân là sẽ hạnh phúc với những gì mà Ngân chọn. Cảm ơn Châu. Ngân cũng mong Châu sẽ được như vậy. Cây táo nở hoa lúc 21 giờ thứ hai đến thứ tư trên kênh Phi Giải Trí. Đón xem siêu phẩm truyền hình Hàn Quốc Penthouse Cuộc Chiến Thượng Lưu độc quyền trên Vion.